Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 19 tháng 12, đợt không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9 đến 12 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 5 đến 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế từ 14 đến 17 độ C. Cảnh báo ngày và đêm mai 20 tháng 12, ở các khu vực này tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ông Phù Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khoảng ngày 21 tháng 12, một đợt không khí lạnh khác tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc. Do đó, tình trạng rét đậm, rét hại sẽ duy trì đến sau dịp lễ Giáng sinh ngày 24 đến 25 tháng 12. Thời điểm cuối tháng, thời tiết miền Bắc mới ấm dần lên. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai 20 tháng 12. Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 14 đến 16 độ. Phía Tây Bắc Bộ, thời tiết có nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 14 độ C, có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất 15 đến 18 độ. Riêng khu vực Tây Bắc 21 đến 24 độ C. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 14 độ, vùng núi từ 7 đến 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, nhiệt độ cao nhất 14 đến 17 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết có nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 14 đến 16 độ C, phía Nam từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 18 đến 21 độ, phía Nam từ 21 đến 24 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Phía Nam có nơi trên 31 độ C. Tây Nguyên, thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Khu vực Nam Bộ, thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc giật cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.